giờ mình sẽ quay cái vườn hoa ở nhà mẹ chồng của mình. Đây là cây chầu bà. Chồng mình lấy xe đạp đi chơi rồi đó. Đây là cây địa lan. Nó lên nó giống như cái con rắn hổ mang vậy ha. Đây là cái lá hương. Cái lá gì có mùi hương á. Mấy cây này ở ngoài chợ họ bán nè. Lúc trước mình mua trên chợ Bầu Sen ở thành phố là 5 cây 15 ngàn, thì làm cây 3 ngàn. Đây bông này. Cây này là cây kim phát tài. Cây lá nâu mới ra, cây lá già, cái cây địa lan nó già rồi nó xanh. Có nhiều cây mình không biết tên. Ở đây mình gọi cho bạn xem, đây có ai biết cây gì đi không? Cây bự bự nè. Lá nó giống cây mì ha. Lá nó giống cây mì. Thân mới giống cây cao su. Cứng. Cứng nhất hả? Cứng đinh. Ở đây có đóng đinh nè. Đây là cây mũ trôm nha các bạn. Mũ trôm. Khi mà mình muốn lấy mũ là mình đóng đinh vô, là mũ nó sẽ ứa ra thành một cục. Xong nó khô lại. Xong mình sẽ lấy cái cục đó mình đi phơi nắng cho khô, xong rồi mình rang lên. Xong rồi mình mới lấy cục đó mình ngâm vô nước để thành có mũ trôm để mình uống. Chứ kiểu như mình có hai cây, nhà chồng mình có hai cây dừa. Ôi ơi, bữa nay nắng quá, trời không có mát giùm nữa. Cái hoa mình vàng vàng đẹp không? Còn dọc theo mà đó là ở đây cũng có một cái bụi kim phát tài luôn. Tốt chưa? Ở đây có làng ghế đá thì có cái hồ cá nè. Ý con cá kia nó muốn chết hay gì trời? Ôi tự nhiên nó bơi lên. Nó bơi xuống, lại nằm dưới. Trời ơi. Cái vải để chứa nước mưa như thế này.